Thế thì mình tặng cho bạn nửa số tiền này nhá. Mình cũng có tiền để mua cặp sách cho em trai của mình. Còn bạn cũng có tiền để mua thuốc cho mẹ bạn. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn ơi, thì bạn đi mua thuốc cho mẹ bạn đi. Nhưng thôi, chúng mình về thôi. Vâng ạ. Chào bạn. Chào bạn. Minh Khoa ơi, đi nhanh vào không gặp bà lớp đấy. Minh Khoa ơi, bây giờ chị bóc bánh mì với cả sữa cho Minh Khoa uống để còn vào học nhá. Vâng ạ. Bây giờ em đi học ngoan, để chị còn đi bàn bóng chưa về rồi chị lại đón em nhá. Hay là em chỉ ăn bánh mì thôi, còn chị uống sữa đi. Không có thật sáng đến giờ chị đã ăn gì đâu. Chị không sao đâu, chị lớn hơn em, chị khỏe lắm. Em còn phải đi học nữa, nếu mà em không ăn và uống thì em sẽ không có sức để học đâu. Minh Khoa ơi, về năm học mới rồi mà chị vẫn chưa có tiền mua cặp sách mới cho Minh Khoa. Minh Khoa có buồn không? Chị ơi, chị không buồn đâu. Em biết là nhà mình nhà không có tiền mà. Minh Khoa của chị ngoan lắm. Minh Khoa vào lớp đi, chị sẽ cố gắng bán thật nhiều bóng để mua cặp sách mới cho Minh Khoa nhá. Vâng ạ, em chào chị. Chào Minh Khoa. Ai mua bóng không? Ai mua bóng không? Từ sáng đến giờ mình bán được mỗi một quả bóng chỉ được 5.000. Như thế này thì bao giờ mới mua được cặp sách mới cho Minh Khoa đây? Ơ, tờ giấy gì đây nhở? Cuộc thi ăn bánh mì siêu dài, giải thưởng 1 triệu đồng. Khoa, may thế, lại còn có cuộc thi này. Thế thì ngày mai mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng để lấy số tiền đó đi mua cặp sách mới cho Minh Khoa. Không, đến giờ tan học của Minh Khoa rồi, mình phải đi đón Minh Khoa thôi. Minh Khoa ơi, chị đây này, chị đến rồi này Minh Khoa ơi. Em đây rồi. Minh Khoa ơi, hai chị em mình đi về nhá. Vâng ạ. Minh Khoa đi học về chắc đòi làm đúng không? Vâng ạ. Để chị giữ cơm cho Minh Khoa ăn nhá. Vâng ạ. Đây, Minh Khoa ăn cơm đi. Vâng ạ. Sao chị không ăn thế? À, ngày mai chị sẽ tham gia một cuộc thi ăn bánh mì. Chị phải để bụng đó thì mới chiến thắng được. Giải thưởng tận 1 triệu đồng đấy. Chắc chắn chị sẽ giành chiến thắng để lấy số tiền đó đi mua cặp sách mới cho Minh Khoa. Ô cả cuộc thi đấy á, hay là mai em đi cổ vũ cho chị Kỳ Linh nhá. Ờ Minh Khoa, nhớ đi cổ vũ cho chị nhá. Chắc chắn hai chị em mình sẽ giành chiến thắng và mang phần thưởng về. À, Minh Khoa ăn đi để con đi vào học bài nữa nhá. Vâng ạ. Đây Minh Khoa ăn đi. Mình vào sau rau rồi, mình còn phải mua đồ ăn cho mẹ đó, thì mình mới đi bán rau. Yeah. Gia Bảo ơi, Gia Bảo ơi, mới sáng sớm mà không biết Gia Bảo đi đâu nhở? Mẹ ơi, con mua đồ ăn cho mẹ với em rồi đây. Sao con lại đi hái rau? Giờ này con phải đến trường rồi chứ. Mẹ ơi, thôi con không đi học đâu. Nếu con đi học, ai hái rau, ai chăm sóc cho mẹ? Không sao đâu, mẹ chỉ ốm 1-2 hôm là khỏe thôi mà. Nhiệm vụ của con là phải đi học thật ngoan. Còn rau này, để mấy hôm nữa mẹ khỏi ốm rồi mẹ đi bán cho nhá. Con đi bán rau còn lấy tiền mua thuốc cho mẹ nữa. Mẹ ốm mà không uống thuốc làm sao mà khỏi được. Gia Bảo ơi, nhà mình nghèo thật. Nhưng mà lúc nào mẹ cũng chỉ muốn con được đi học đầy đủ, được vui chơi như các bạn thôi. Còn những việc này là để cho mẹ, để mẹ làm được chưa? Thôi, con bán lốt hôm nay rồi, giờ ngày mai con sẽ đi học. Để con bón xôi cho mẹ nhá. Minh Khôi ơi, bây giờ anh phải đi bán rau. Minh Khôi ở nhà không được khóc nhỉ, không cả mẹ mệt đấy. Mẹ ơi, bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi để con đi bán rau nhá. Để con đi bán rau cẩn thận nhá, mẹ không sao đâu. Vâng ạ. Vậy là mình đã bán hết rau rồi, mình phải ngồi chỗ nào để đếm tiền thì được. Mình có 10.000, làm sao để đủ tiền mua rau cho mẹ bây giờ? Trước kia có việc làm kìa, mình thử đến hỏi xem sao. Cô ơi, cháu làm xong rồi. Ô, cháu giỏi quá. Cháu ơi, đây là tiền công của cháu này, cô gửi cháu nhá. Cháu tin cô ạ.
Yeah, thế là mình được thêm 20 ngày nữa rồi. Yeah. Chị bán thuốc bảo là phải có 100.000 mới đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Đây là mình chỉ có 30.000 thôi. Ở chỗ kia có tờ giấy gì thế nhỉ? Mình phải đến xem mới được. Cuộc thi ăn bánh mì siêu dài giải thưởng 1 triệu đồng. Wow, 1 triệu đồng luôn. Hay quá, ăn là nghề của mình. Mình sẽ giành chiến thắng để lấy 1 triệu đồng để mua thuốc cho mẹ luôn. Mẹ ơi, tâm trí ngươi này, con sẽ cơm cho mẹ với em đi con ăn nhá. Sa Bảo ơi, sao lại có hai cái bát thế? Bát của con đâu rồi? Con không ăn đâu, mẹ với em mình cứ ăn đi. Sao con lại không ăn? Con mà không ăn thì làm sao mà có sức khỏe đi học được? Mẹ ơi, ngày mai con sẽ tham gia một cuộc thi ăn. Con phải nhịn đói để ngày mai con về chiến thắng được. Con sẽ giành chiến thắng để lấy thêm thuốc cho mẹ. Không, cả mẹ uống nhiều quá, con thương mẹ nhiều lắm. Không được đâu, con bé thế làm sao mà thi được, mẹ không đồng ý đâu. Không sao đâu mẹ ơi, lấy vào con thắng, con sẽ có tiền mua thuốc cho mẹ. Nếu mà con không thắng thì con vẫn được một bữa no bụng luôn. Chào mừng các bạn đến với vòng chung kết của thi ăn bánh mì siêu dài. Và bây giờ chúng ta hãy cùng mời hai thí sinh giỏi nhất trong ngày hôm nay. Xin mời hai thí sinh lên sân khấu nào. Và bây giờ mình xin phỏng vấn em Khánh Linh trước nhé. Xin chào Khánh Linh, nếu như hôm nay em giành được giải nhất và nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng thì em sẽ làm gì? Nếu nhận được 1 triệu đồng thì em sẽ rất là vui và em sẽ lấy ngay số tiền đó để đi mua cặp sách mới cho em trai của em. Wow, các bạn ơi, chắc hẳn chị Khánh Linh là một chị gái rất là thương em của mình. Thế còn Gia Bảo, nếu như giành chiến thắng em sẽ làm gì? Nếu chiến thắng trong cuộc thi này, em sẽ dùng số tiền đấy để mua thuốc cho mẹ em. Các em ơi, Gia Bảo cũng là một em bé ngoan và hiếu thảo với mẹ mình đúng không nào? Vậy thì hôm nay chúc hai em sẽ cố gắng để giành chiến thắng nha. Đây là hai chiếc bánh mì siêu to và siêu dài. Nhiệm vụ của hai em là phải ăn hết chiếc bánh mì này. Ai mà ăn hết trước sẽ là người giành chiến thắng và được nhận phần thưởng là 1 triệu đồng. Các bạn ơi, chúng mình cổ vũ cho hai bạn nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Còn bạn cũng có tiền để mua thuốc cho mẹ bạn. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn ơi, để bạn đi mua thuốc cho mẹ bạn đi. Minh Khoa ơi, chúng mình về thôi. Vâng ạ. Chào bạn. Chào bạn. Bạn ấy thật tốt bụng, mình cũng có tiền để mua thuốc cho mẹ rồi. Ui, đẹp quá. Mình chơi những em thích quá. Thế thì từ bây giờ Minh Khoa phải học thật giỏi vào nhá. Vâng ạ. Ha ha ha.
Mẹ ơi, con mua thuốc với mua sữa về cho mẹ về là. Ôi, Gia Bảo ơi, con giành chiến thắng ở cuộc thi ăn nào. Mẹ ơi, chị Cái Linh rất tốt bụng. Chị Cái Linh giành chiến thắng, chị Cái Linh còn chia đôi phần thưởng cho con này mẹ. Gia Bảo ơi, chắc là chị Khánh Linh thấy con tốt bụng và ngoan nên chị Khánh Linh giúp đỡ con đấy. Con thấy đấy, mọi người xung quanh chúng ta ai cũng đều tốt bụng, cho nên ra đường con cũng phải tốt bụng với mọi người xung quanh nhá. Vâng ạ, bây giờ con sẽ lấy thuốc cho mẹ uống nhá. Các em ơi, các em có thấy hôm nay bốn bạn nhỏ của chúng mình rất ngoan và tốt bụng không? Nếu chúng mình yêu thích video này của Min Min TV thì chúng mình nhớ nhấn like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Min Min TV nhé. Video của Min Min TV đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Chào.